Mua Bán Xe Cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và ngày hôm nay thì Mua Bán Xe Cũ sẽ cập nhật gửi đến anh chị và các bạn thông tin chi tiết mẫu xe hạng sang đang có mặt tại Việt Tuấn Auto, địa chỉ đơn vị ở 562 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không đâm va, không gập nước, bao check test toàn quốc. Anh chị và các bạn có thể mang qua hãng hoặc một bên thứ ba để kiểm tra, sai cam kết đơn vị nhận lại xe hoàn lại tiền. Và với chiếc xe đầu tiên em muốn giới thiệu đó là một chiếc Toyota Fortuner phiên bản V 12.7 một cầu, sản xuất 2019, nhập khẩu nguyên chiếc. Và trong clip trước em đã báo giá rồi, anh chị và các bạn là quan tâm thì liên hệ em sẽ giảm giá và hỗ trợ cho anh chị và các bạn có thể sở hữu chiếc xe này nhanh nhất. Đi sang bên cạnh đây thì em có một chiếc xe Land Rover, Range Rover phiên bản Sport Autobio. Cái chiếc xe này thì cực hiếm trên thị trường, với năm sản xuất là 2014 và hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 2 tỷ 580 triệu còn thương lượng, có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục cho các bác có nhu cầu. Thông tin chi tiết về mẫu xe thì hãy liên hệ em sẽ gửi bảng kê cũng như là gửi thông tin về hình ảnh video chi tiết cụ thể mẫu xe. Bên dưới đây thì em có một chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG mới về cửa hàng. Anh chị và các bạn quan tâm hãy liên hệ, em sẽ gửi thông tin cụ thể cho các bác để các bác có thể tham khảo. Sang bên đây thì có một chiếc xe Lexus RX350 phiên bản 7 chỗ ngồi, hay gọi là phiên bản N cao cấp nhất của RX350 đấy ạ. Chiếc xe này sản xuất là 2020 và tầm giá của chiếc xe chỉ hơn 4 tỷ là anh chị bạn thể sở hữu rồi. Và có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Thông tin cụ thể hãy liên hệ em sẽ gửi bảng kê chi tiết cho các bác có thể tham khảo. Và sang bên cạnh đây thì em có một chiếc xe Mercedes-Benz S400. Xe có ngoại thất là màu trắng, sản xuất 2016, nội thất kế da màu nâu, hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn chỉ hơn 2 tỷ một chút thôi là anh chị bạn có thể sở hữu rồi. Thông tin cụ thể hãy liên hệ em sẽ gửi bảng kê chi tiết cho anh chị và các bạn có thể tham khảo về mẫu xe này, video cụ thể. Tiến sang bên đây thì ta có một chiếc xe BMW X7 với ngoại thất là màu trắng, nội thất là màu nâu, với rất nhiều các tính năng công nghệ an toàn được trang bị trên mẫu xe này. Đây là phiên bản X-Drive 40i phiên bản M-Sport 2020 và lăn bánh quãng đường là hơn 10.000 km, hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá cực hấp dẫn chỉ khoảng hơn 6 tỷ. Và sang bên cạnh đây thì em có một chiếc xe Lexus LX570 sản xuất là 2009. Xe có ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da màu kem, hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn trong khoảng loanh quanh 2 tỷ. Anh chị quan tâm liên hệ lại em theo số điện thoại trên màn hình, ta cùng trao đổi về lấy mức giá. Tiến tới đây là một chiếc xe BMW X5 phiên bản X-Drive 40i M-Sport 2021, lăn bánh quãng đường là hơn 12.000 km và hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là khoảng hơn 3 tỷ 9. Tiến tới bên cạnh trong cùng đây thì em có một chiếc Land Rover, Range Rover cực kỳ đẹp, có ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da màu đen. Anh chị và các bạn quan tâm về chi tiết về mẫu xe này thì hãy liên hệ em nhé, em sẽ gửi cho anh chị bạn. Đây phiên bản Supercharged 5.0 sản xuất 2014, giá đang giao bán với mức giá chỉ hơn 3 tỷ 7. Tổng quan chi tiết về mẫu xe các bác có thể tham quan, nó rất đẹp ạ, trang bị rất nhiều công nghệ. Xuống bên dưới thì em có một chiếc Mercedes nữa, chiếc này vừa mới về cửa hàng, em chưa có thông tin, em chưa gửi anh chị cũng được, anh chị bạn có tâm hãy đến em nhé. Và đây là một chiếc Toyota Sienna sản xuất 2016, em đã giới thiệu rất nhiều clip rồi, các bác quan tâm hãy liên hệ em sẽ đưa một cái giá tốt nhất trao đổi để anh chị bạn có thể dinh em nó về. Và đây ta có một chiếc xe Lexus để anh chị và các bạn có thể quan tâm tiếp theo, với một chiếc xe gầm cao 5 chỗ đáng để anh chị và các bạn quan tâm, một chiếc LX200T có ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da màu nâu. Đấy, một chiếc xe rất là hoàn hảo. Anh chị các bạn cần thông tin chi tiết hãy liên hệ nhé, xe sản xuất 2015 và tầm giá là dưới 1 tỷ rưỡi. Sâu trong cùng đây thì ta có một chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado phiên bản TXR có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu kem, sản xuất 2017, nhập khẩu nguyên chiếc, hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn chỉ hơn 1 tỷ 6. Và vừa rồi thì em đã cập nhật sơ qua cho anh chị và các bạn mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng Việt Tuấn Auto,
Địa chỉ đơn vị là 562 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Anh chị và các bạn quan tâm hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ để anh chị và các bạn có thể giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.